khách xa gần. Từ đây, ông cố Francisco Trần Văn Đương, sinh năm 1952, là đệ thảo của họ ngoại tộc thuộc giáo xứ Hà Cát. Do mắc bệnh hiểm nghèo, ông không còn nữa. Giờ đây cùng với đoàn Hà Nội, các quý vị đại diện cho tộc ngoại thuộc giáo xứ Hà Cát đã có mặt đông đủ và thành tâm tề tựu tại phòng tang lễ để long trọng tổ chức lễ viếng cầu nguyện cho linh hồn ông cố Francisco. Đoàn đại biểu do ông Phần Phúc làm trưởng đoàn. Trước hết, toàn thể các quý vị đại diện cho họ ngoại đồng gửi tới bà cố và gia đình tang quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Sau đây đoàn tổ chức lễ viếng lòng thành thắp nén tân nhang tiễn ông cố về nước thiên đàng an nghỉ ngàn thu. Tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho tập ngoại thành kính dâng hương trước thi hài ông cố. Xin trân trọng kính mời. Nghĩa tình dâng lên kính viếng tỏ lòng tiếc thương. Tiếp theo đây tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đoàn đồng dâng đơn hoa và bức chướng kính viếng. Đơn hoa và bức chướng của đoàn đều mang dòng chữ tộc ngoại kính viếng linh hồn ông cố Francisco. Xin trân trọng kính mời. Đang đồng ý với tổng hòa chúng tôi để cầu nguyện cho ông cố. Nhân danh cha và con và thánh thần amen. Cầu xin Chúa kính thưa các quý vị, qua lời cầu nguyện của tộc nội, giờ này đây ông cố Francisco đã tập ngoại. Giờ đây ông cố Francisco chắc chắn đang ung dung nơi Chúa gọi, Chúa thiên đàng, ông sẽ được gặp mặt tổ tiên. Giờ đây toàn thể các quý vị trong tộc ngoại biết nhớ cùng mong, có chăng là chỉ trong lòng mà thôi. Tình họ ngoại nhớ thương ra thiết phút chia ly vĩnh biệt từ đây. Xin kính mời các quý vị trong tộc ngoại mỗi người một nén hương vòng quanh linh cứu ông cố lần cuối. Tuần hương bắt đầu. Thank you.
phần lúc mất đi là cũng thương nhớ muôn đời. Sau khi nhận được tin báo buồn của gia đình tang quyến, kết duyên nhà của anh chị nội dâu, người cha kính trọng của gia đình do mắc bệnh hiểm nghèo, ông đã đột ngột từ trần. Giờ đây bà đại biểu đại diện cho hội đồng ngũ liên xã năm 2004-2005 đối với quan hệ với anh chị nội dâu. Đoàn đại biểu cho ông Nguyễn Văn Hiệp làm trưởng đoàn đã có mặt đông đủ thành tâm để điều tại phòng tang lễ để tổ chức lễ viếng. Chuyện này của đoàn đại biểu nhằm gửi đến toàn thể gia đình tang quyến, kết duyên nhà anh chị nội dâu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Và sau đây đoàn tổ chức lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho trong đoàn thành tâm dâng văn lễ trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo đây tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho hội đồng ngũ thành kính dâng hương trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Trước giờ phút kia đi vĩnh biệt tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng, xin kính mời các quý vị trong đoàn dành phút tưởng niệm bắt đầu. Đây là liên đoàn đại biểu gồm các quý vị đại diện cho hội bà mẹ công giáo giáo xứ Hà Cát, các quý vị đại diện cho tập thể chi hội phụ nữ và tập thể chi hội nhân dân xóm 17. Các quý vị trong đoàn trước hết đồng gửi tới toàn thể gia đình tang quyến, các riêng nhà bà cố lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn cảm thân sâu sắc nhất. Sau đây đoàn tổ chức lễ viếng, trước hết tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị, một vị đại diện cho tập thể hội nhân dân và một vị đại diện cho hội con đức mẹ giáo xứ đồng dân hai thánh lễ trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Trước đây trân trọng kính mời một vị đại diện cho hội bà mẹ tôn giáo, một vị đại diện cho tập thể hội nông dân và một vị đại diện cho tập thể hội phụ nữ đồng dân hương trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Đoàn đại biểu do ông trưởng Hân làm trưởng đoàn. Trước hết, toàn thể các cụ công các bà quý viên chức cộng đoàn khu nội gửi tới bà cố và toàn thể gia đình tang quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Và sau đây đoàn tổ chức lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho quý viên chức cộng đoàn khu nội thành kính dâng hương trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời.
kính mời các quý vị hiện diện tại phòng tang lễ cùng đoàn dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông cố hữu Francisco. Nguyên linh cha và con và thiên thần amen. Lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Sau đây đoàn tổ chức lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho ban thánh ca giáo xứ thành kính dâng hương trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Đại diện cho mắt họ của anh chị
Vũ Tuyết là con rể cùng với gia đình ông bà Quynh là thôn gia, đoàn đại biểu do ông Trùng Ngọc làm trưởng đoàn. Giờ đây đã có mặt đông đủ và thành tâm tề tựu tại phòng tang lễ để tổ chức lễ viếng. Trước hết chuyện này của đoàn đại biểu đại diện cho nơi ngoại tộc, anh chị em thân bằng quý đến của lớp họ anh chị Vũ Tuyết và gia đình ông bà thôn gia gửi tới ông bà, gửi tới bà cố và các liên nhà anh chị Vũ Tuyết lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Sau đây đoàn tổ chức lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời tăng quân đại diện cho thân gia và góp họ thành kính dân hương trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Trưởng đoàn
trước hết toàn thể các quý vị đại diện cho quý viên chức cộng đoàn giáo khu Thánh Hương Khê giáo xứ gửi tới Tà Bảo Phụ và toàn thể gia đình Tam Quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Giờ ở đây để tổ chức lễ viếng của đoàn, tôi xin trân trọng rất nhiều và kính mời một vị đại diện cho quý viên chức cộng đoàn khu Thánh Cả Du Xe thành kính dâng hương trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Quý viên chức cộng đoàn khu Thánh Cả Giô-xe chỉ biết khẩn cầu xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn ông cố về nước Chúa. Xin kính mời đoàn có ý tâm lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa của gia đình do mắc bệnh hiểm nghèo, ông đã đột ngột từ trần. Giờ này đây, đoàn đại biểu đại diện cho họ hàng người và tộc anh chị em thân bằng quý mến của anh chị Vĩnh Đào và gia đình ông bà Nhiên là thông gia cùng các quý vị đã có mặt đông đủ và thành tâm từ thiện tại phòng tang lễ của gia đình để tổ chức lễ viếng cầu nguyện cho linh hồn ông cố Francisco. Trước hết, các quý vị trong đoàn đồng gửi tới toàn thể gia đình Tam Quyến cái tên là gia đình bà cố cũng như anh chị Vĩnh Đào lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Sau đây đoàn tổ chức lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho trong đoàn thành kính dân hương trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Chào kính mời một vị đại diện cho nóc họ của anh chị Vĩnh Đào thành tâm dâng đơn hoa trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Đơn hoa của đoàn tang của chú họ mẫu của anh chị Vĩnh Đào đồng kính viếng linh hồn ông cố Francisco. Whoa.
họ mẫu của anh chị hội dâu đã có mặt đông đủ và thành tâm thể thiệu tại phòng tang lễ để tổ chức lễ viếng cầu nguyện cho linh hồn ông cố Francisco. Trước hết các quý vị trong đoàn đồng gửi tới toàn thể gia đình tang quyến, họ hiếu và các viên là anh chị hội dâu lời thăm hỏi ân cần và đầy chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Sau đây đoàn tổ chức lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho trong đoàn thành kính dân hương trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Kính mời một vị đại diện cho họ mẫu của anh chị hội dâu dâng đơn hoa trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Quý mời một vị đại diện cho hàng ngũ thông gia thành tâm dâng tấm lễ trước bàn thờ quý viếng. Xin trân trọng quý mời. Tôi hoa của đoàn mang dòng chữ các con thiên liêng ông bà cố đồng quý viếng linh hồn Francisco. Xin được trân trọng kính mời. Cho đám người thánh đường.
chúa chúng con cho mọi kẻ thù như lên cha và con và thánh thần. Amen. Quý khách xa gần, sau khi nhận được tin đau buồn của bà cố và của người con dâu là thành viên của ban Tây Nhạc giáo xứ báo tin, người chồng, người cha kính trọng của gia đình do mắc bệnh hiểm nghèo không còn nữa. Các quý vị đại diện cho ban Tây Nhạc giáo xứ Hà Cát, các quý vị đã có chút thời gian giúp đỡ với công việc tang lễ của gia đình ngay từ sáng ngày hôm nay, và buổi chiều hôm nay các quý vị còn dành thời gian tổ chức giúp đỡ cho công việc tang lễ của gia đình, đón các đoàn đại biểu trở về tham dự chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông cố Phan Phi Cô. Giờ này đây các quý vị còn dành thời gian để điều trước bàn thờ Thiên Chúa dưới chân linh ông cố để tổ chức lễ viếng và cầu nguyện. Trước hết, các quý vị trong ban Tây Nhạc giáo xứ Hà Cát do ông trưởng đạo làm trưởng đoàn gửi tới bà cố và người con dâu cùng toàn thể gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Sau đây đoàn tổ chức lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị đại diện cho ban Tây Nhạc giáo xứ đồng dâng tấm lễ và hương trầm trước bàn thờ kính hiến. Xin trân trọng kính mời. Thưa gia đình tang quyến, nhận được tin báo buồn của bà cố cũng như gia đình tang quyến, ông cố Phan Phi Cô đã được Chúa gọi về. Hội chúng tôi đã về tề tựu về trước bàn thờ Thiên Chúa cũng như linh sàn của ông cố Phan Phi Cô để nạp thành đoàn. Trước hết có lời cầu nguyện cũng như có lời phân lưu, lời thăm hỏi, động viên và lời chia buồn ân cần sâu sắc nhất tới gia đình tang quyến. Trước ông cố Phan Phi Cô còn sống ở trần thế, bà cố và con dâu của ông là thành viên của hội. Ông cố đã động viên bà cố và con dâu cố gắng hy sinh phục vụ Thiên Chúa, cũng như tinh thần phát huy đoàn hội tích cực, phát triển xây dựng đoàn hội cũng vững tiến.
Nay trong hội dâng lời cầu nguyện cũng như báo ơn gia đình tang quyến để dâng lời cầu nguyện xin Chúa cho linh hồn ông cố Francisco còn lành lạc ở thế gian này, thì cũng nguyện xin Chúa cứu tha và đưa linh hồn ông cố Francisco được hưởng tôn nhan Chúa. Trước khi vào giờ cầu nguyện, tôi xin giới thiệu một vị đại diện cho giáo hội lên điều hành giờ kinh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Trong gia đình lấy chồng ở xa, sau khi nhận được tin bố qua đời, nhanh chóng vượt chặng đường dài trở về chịu tang. Giờ này đây, cùng với tất cả các vị đại diện cho họ nội họ ngoại, anh chị em thân bằng quý quyến xa gần cùng thân tình nghĩa nặng với chị Sợi thành tâm tế điều trước bàn thờ Thiên Chúa và dưới chân linh ông để tổ chức lễ viếng. Trước hết, đoàn gửi tới toàn thể gia đình tang quyến và chị Sợi lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Sau đây, đoàn tổ chức lễ viếng, tôi xin trân trọng kính mời hai vị bậc đại diện cho đoàn nóc chị Sợi, đồng dân hương trầm và đơn hoa trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
con và thánh thần. Amen. Để đa trọng tổ chức lễ kính và cầu nguyện cho linh hồn ông cố Francisco. Trước hết toàn thể các quý vị trong hội trai làng giáo xứ Hà Bắc đồng gửi tới toàn thể gia đình Trang Quyến, họ Hiếu và cách riêng là gia đình anh chị Vũ Tuyết lời thăm hỏi thân cần và lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Và sau đây đoàn tổ chức lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị đại diện cho hội trai làng giáo xứ Hà Bắc đồng dân hương trầm và nắng hoa tươi trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Giáo xứ Hà Bắc ra mắt bệnh hiểm nghèo ông không còn nữa. Giờ này đây trở về phòng tang lễ để tổ chức lễ viếng cầu nguyện cho linh hồn ông cố Francisco Trần Văn Đương. Đây là đoàn đại biểu đại diện cho toàn thể các quý vị trong hội Nam Nhạc giáo xứ Hà Bắc. Trước hết đoàn đồng gửi tới toàn thể gia đình Trang Quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Trước giờ phút chia ly tiễn ông về nơi vĩnh hằng, sau đây xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho hội bát ân giáo xứ Hà Bắc thành kính dâng hương trước bàn thờ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Thắp nén tân nhang tiễn ông về nước thiên đàng an nghỉ ngàn thu, một vị đại diện cho hội Nam Nhạc giáo xứ đang thành kính dâng hương trước bàn thờ kính viếng. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa.
lời cầu nguyện của cha dòng và thầy Sáu cùng gia đình ông bà Tân. Giờ này đây, linh hồn ông cố Francisco chắc chắn sẽ đang được ung dung nơi chúa gọi cuối thiên đàng. Ông sẽ được gặp mặt tổ tiên. Giờ này đây, tất cả các quý vị hết nhớ cùng mong, có chăng là chỉ ở trong lòng mà thôi. Giờ đây xin kính mời một vị tổ chức giờ quy nguyện. Kính thưa quý thân quyến, con cùng anh em trong lớp, hôm nay hôm qua mới nhận được tin, và hôm nay chúng con về nơi đây để kính viếng ông cố Francisco. Chúng con, anh em trong lớp chúng con đa phần là những người ở xa, nên là chúng con cũng không về được hết. Con thay mặt cho anh em trong lớp của thầy trước đây, xin được chia buồn với gia đình, cũng như là chúng con sẽ cầu nguyện cho linh hồn ông cố Francisco. Giờ đây chúng ta cùng đọc kinh để cầu nguyện cho ông cố. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương phán quyết hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa. Nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa chúng con vì dấu thân gia, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù nhân dân cha và con và thánh thần. Con xin đại diện cho gia đình con, mẹ và các anh em con xin hết lòng cảm ơn ông bà Tâm từ Hà Nội đã về đây, rồi có một cha bạn cùng lớp với con ở trong Sài Gòn về đây, rồi một thầy Sáu cũng cùng lớp với con từ Sài Gòn về đây. Con xin hết lòng cảm ơn. Các thành cũng như tập thể cán bộ và nhân dân tổ chức các đoàn thể trong cơ sở xóm 17 và xóm 13, các quý vị đại diện quý tổ chức cộng đoàn giáo xứ Hà Cát, giờ đây chúng ta tập kết tại cổng phòng tang lễ của gia đình để làm công tác chuẩn bị trở về tổ chức lễ viếng, lễ tiễn biệt ông Trần Văn Đương và Đương về nơi an nghỉ cuối cùng. Để tổ chức lễ tang ông Trần Văn Đương, Ủy ban nhân dân xã Hồng Thuận đã cùng với cơ sở xóm đội và gia đình họ Hiếu thống nhất thành lập ban lễ tang và chương trình tang lễ ông Trần Văn Đương theo quy chế của địa phương. Danh sách ban lễ tang ông Trần Văn Đương do ông Trần Xuân Kiều, cán bộ văn hóa thông tin xã Hồng Thuận làm trưởng ban.
các quý vị đại diện mặt trận, các ban ngành đoàn thể xã Hồng Thuận, đại diện hội đồng quản trị hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Hồng Kỳ, đại diện cho cơ sở xóm Lộ và một vị đại diện cho gia đình họ Hiếu làm ủy viên ban. Lễ tang đã được tổ chức tại phòng tang lễ của gia đình từ chiều ngày hôm qua. Giờ tại đây có mặt đông đủ và thành tâm để điều tại phòng tang lễ để long trọng tổ chức lễ viếng lễ tiễn biệt. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu có các quý vị thay mặt cho lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Hồng Thuận, đại diện hội đồng quản trị hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ, đại diện cho tập thể cán bộ và nhân dân, tổ chức các đoàn thể trong cơ sở xóm 17, xóm 13 và quý tổ chức cộng đoàn giáo xứ Hà Cát, đoàn đại biểu và ban tổ chức lễ tang. Tới đây tôi xin trịnh trọng tuyên bố lễ viếng lễ tiễn biệt ông Trần Văn Lương. Bắt đầu lễ viếng của địa phương, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Xuân Vinh, đảng ủy viên, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hồng Thuận thành kính dâng hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Thành vòng dâng lên kính viếng tỏ lòng tiếc thương. Tiếp theo đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Mạnh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Hồng Kỳ, dâng vòng hoa mang dòng chữ cán bộ và nhân dân xã Hồng Thuận kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Ông Trần Văn Lương, kính thưa các quý vị đại biểu, quý khách xa gần có mặt tại phòng tang, thưa họ Hiếu và gia đình tang quyến, giữa lúc cán bộ và nhân dân trong xã đang tích cực thi đua lao động, học tập và công tác, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương quý 1 năm 2017, thì một tin buồn đột ngột đã đến với gia đình, họ hàng cùng cán bộ và nhân dân trong xã. Ông Trần Văn Lương sinh năm 1952, thành viên hợp tác xã nông nghiệp Hồng Kỳ, công dân xóm 17 xã Hồng Thuận không còn nữa. Với tình cảm và lòng tiếc thương, thay mặt cho cán bộ và nhân dân trong xã, đoàn đại biểu ban lễ tang xin gửi đến toàn thể gia đình tang quyến của ông lời thăm hỏi và lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Trước giờ phút chia ly vĩnh biệt, tiễn ông về nơi yên nghỉ vĩnh hằng, thay mặt ban lễ tang tôi xin tóm tắt tiểu sử và lời tiễn biệt ông. Ông Trần Văn Lương sinh năm 1952 tại xã Lam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nay ông thường trú tại xóm 17 xã Hồng Thuận, huyện Đao Thị, tỉnh Nam Định. Lúc còn nhỏ, ông sống phụ thuộc vào gia đình cùng tham gia lao động sản xuất. Đến tuổi trưởng thành, ông đã xây dựng gia đình và lập nghiệp trên quê hương Hồng Thuận giàu truyền thống cách mạng. Đối với gia đình, ông sinh được 6 người con, 3 người con trai, 3 người con gái. Ông có 8 người cháu. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và nhân dân, trong ngày qua, không may ông đột ngột bị lâm bệnh. Mặc dù đã được gia đình và các thầy thuốc tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo nên ông không qua khỏi. Ông đã từ trần vào hồi 8 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2017.
tức là ngày mùng 5 tháng 2 năm Đinh Dậu, ông hưởng 65 tuổi. Giờ đây ông mất đi là một tổn thất đau thương to lớn đối với gia đình, họ hàng, xã hội mất đi một công dân. Trong giờ phút chia ly vĩnh biệt này, một lần nữa thay mặt cho cán bộ và nhân dân trong xã, đoàn đại biểu ban lễ tang xin bày tỏ lòng xúc động, lòng tiếc thương, chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng họ hàng và gia đình Tam Quyến. Chúng tôi mong rằng gia đình và họ hàng của ông hãy nén đau thương mất mát to lớn này ra sức thi đua, lao động, học tập và công tác tốt để phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, để ông yên lòng nơi vĩnh hằng. Thay mặt ban lễ tang, tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, quý khách xa gần, các đồng chí và nhân dân đã đến thăm hỏi, động viên, dự lễ viếng, lễ tiễn biệt ông Trần Văn Đương về nơi yên nghỉ cuối cùng. Chúc ông mãi mãi yên giấc nghỉ ngàn thu, vĩnh biệt ông. Xin kính mời các quý vị hiện diện tại phòng tang lễ cùng đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm ông Trần Văn Đương bắt đầu. Rồi, sau đây tôi xin kính mời một vị đại diện cho họ Hiếu nên có lời phát biểu. Kính thưa ban tăng lễ, xã hội, quý đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành, toàn thể trong xã, ban quản lý hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ, cán bộ và nhân dân xóm 17 xã Hồng Thuận. Vào hồi 8 giờ 3 phút ngày mùng 2 tháng 3 cùng ngày mùng 5 tháng 2 Đinh Dậu, để lại cho Tam Quyến chúng con nỗi vô hạn. Suốt 2 ngày qua, gia đình Tam Quyến chúng con đã được đón nhận biết bao nhiêu lời chia sẻ động viên an ủi, đặc biệt những lời nguyện xin tha thiết dâng lên Thiên Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn Francisco mau hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Con xin đại diện gia đình Tam Quyến xin hết lòng cảm tạ và vô cùng biết ơn những tình cảm sâu đậm một lần nữa. Gia tăng chúng con có phần nào khấm khuyết, xin mọi người lượng thứ, con xin cúi đầu cảm tạ. Sau đây xin kính mời Huy Tổng đại diện cho Giang Kim Vương có lời chia sẻ với gia đình Tam Quyến và tổ chức giờ viếng. Trọng kính cố Francisco, kính thưa bà cố và Tam Quyến, đứng trước thi hài của cố Francisco đây là các chị em trong gia đình dòng Chư Vương của Chúa. Chúng con đến đây trước hết hợp với cố Francisco để tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho cố được làm con Chúa, làm con của giáo hội. Đặc biệt chúng con tạ ơn Chúa cho cố vì Chúa đã ban cho cố chu toàn bổn phận một người làm cha, hết lòng với con cái cho đến hơi thở cuối cùng. Đặc biệt một cách hơn nữa, chúng con tạ ơn Chúa đã chọn hai người con của cố để hiến thân cho Chúa, phục vụ giáo hội trong hội dòng Chúa Cứu Thế và dòng Chư Vương của Chúa. Đó là lý do mà sự có mặt đông đảo của các chị em Chư Vương của Chúa. Đồng thời, chúng con chân thành phân ưu với cố bà và gia đình. Xin Chúa ban thêm đức tin
để cô bà cũng như con cái có đủ sức đón nhận sự ra đi đột ngột của cố ông trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Kính thưa cố bà và toàn thể tăng quyến, trong giờ cầu nguyện này cũng như trong thánh lễ an táng sắp được cử hành, toàn thể chị em trinh vương bùi chu chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết. Xin lòng thương xót Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót cố Francisco đã trông phạm vì yếu đuối. Xin Chúa ân thưởng nước trời cho cố, và đặc biệt xin Chúa đưa cố Francisco vào hưởng tôn nhan Chúa. Giờ đây xin mọi người đang hiện diện trong tăng quyến cùng hợp với chị em chúng con dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cho con hồng ân
chan thương trao truyền cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ba loài nghe lời con thiết tha tình thương mê đó vô con ngày đêm nhuận thần sao hồn chạm làm ở thương. Nên xin cha và con và thánh thần. Amen. Kính thưa Tăng Hiếu và gia đình Tăng Quyến, lúc này cộng đoàn giáo xứ Hà Cát chúng tôi gồm quý cụ, chủ cựu, quý ban hành giáo đương nhiệm cùng với toàn thể quý cộng đoàn các hội đoàn trong giáo xứ về đây trong căn phòng tang của gia đình để cầu nguyện cho ông lần cuối cùng tại gia đình. Kính thưa các quý vị, ông trùm ông cố Francisco Trần Văn Đương là người thân của cộng đoàn giáo xứ chúng tôi được Chúa gọi về. Ngày hôm qua, toàn thể cộng đoàn giáo xứ cũng như tất cả các hội đoàn trong giáo xứ đã đến dâng lời cầu nguyện cho ông trong ngày hôm qua. Và giờ đây chúng tôi vì điều kiện thời gian nó còn vắn mỏi cho nên chúng tôi xin cầu nguyện vắn tắt cho ông và cùng kính mời toàn thể quý vị có mặt tại phòng ban cùng chúng tôi hiệp lời cầu xin cho ông lần cuối tại gia đình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, cho rồi cho đã hồn chàng nào.